Rồi các bạn nhìn lên bảng đi. Chúng ta sẽ chèn cái hình và làm cái bài 3.2. Như vậy trong bài 3.2 này chúng ta có một cái khung, nó dạng hình chữ nhật và bo góc, và ở trong là có chữ, rồi chèn thêm một cái hình. Như vậy thì nếu như mà chúng ta làm cái khung bình thường thì các bạn sẽ chọn cho thầy, giả sử ở đây, và các bạn chọn insert, thì trong insert này chúng ta sẽ có phần step là các bạn chèn theo các cái đối tượng hình ảnh, và có rất nhiều ở đây. Và cái hình mà chúng ta đang chọn là cái hình chữ nhật và có bo góc. Như vậy sau khi mà chúng ta chọn hình này xong thì với bất kỳ hình nào cũng như thế, nó sẽ có bốn góc để chúng ta kéo lớn và nhỏ theo cả hai cạnh. Góc này cũng thế. Và trên dưới thì chúng ta kéo theo chiều cao. Đây, kéo theo chiều cao. Kéo theo chiều rộng. Và nó có một cái nữa, tức là cái điểm để xoay. Các bạn click chuột và các bạn xoay. Xoay cả cái hình đó đi. Đó cơ bản về cái hình. Và nếu mà trong đoạn test này nó chỉ có chữ thôi á, chỉ có chữ thôi mà không có cái hình này, không có hình, thì chúng ta làm đơn giản bằng cách là các bạn sẽ click chuột phải, các bạn chọn estate, rồi các bạn estate, estate ha, và các bạn chèn chữ vào đây. Đó, chèn chữ vào. Như vậy, giả sử cái đoạn test này thầy có gõ xong rồi, thì thầy chọn Ctrl C, xuống đây Ctrl V, mà các bạn chọn chữ A này nè, là nó chỉ giữ test thôi, còn cái format nó không giữ. Rồi. Cái này, chúng ta sẽ chọn nó là No Fill, tức là không có nền. Chữ trắng như này không thấy luôn. Cho nên chúng ta quay lại, chúng ta chọn chữ màu đen. Và viền thì chúng ta chọn viền gì? Đây, các bạn chọn sọc sọc nè. Nếu như thứ hai, thứ ba gì tùy ha. Nếu thứ hai mà nó nhỏ quá thì các bạn có thể chọn more line để các bạn định nghĩa lại cái đường cho chúng ta. Đó, các bạn thiết lập đường. Rồi có độ rộng, rồi có khoảng cách, vân vân. Các bạn sẽ định nghĩa lại cái đường cho mình. Màu. Như vậy các bạn đã có được cái đường. Nếu trong trường hợp này, thì ngược lại, khi các bạn chèn một cái hình ảnh vô đây, các bạn chèn cái hình ảnh vô, thì nó lại không cho phép chúng ta chỉnh. Group. Rồi ví dụ thầy sẽ chọn một cái hình ảnh là group ở đây. Copy image. Thầy dán vô đây. Như vậy thì cái hình của chúng ta đó, nó chỉ có một chế độ chèn thôi, là chế độ này nó giống y chang một ký tự. Và khi mà chúng ta format, chúng ta chọn cho nó thay đổi chế độ chèn không được. Đấy, như vậy nó bị hạn chế ở chỗ là nếu như các bạn làm cái khung trước, sau đó các bạn chèn test vào bên trong, thì ngược lại đối với cái hình này mà bạn chèn vô trong là nó không được, nó không đúng ý của chúng ta. Đó, cho nên các bạn làm cách khác. Bây giờ mình sẽ làm cách khác. Mình sẽ chọn test bình thường. Test mình gõ bình thường. Sau đấy mình sẽ chèn cái hình này vào. Ctrl V. Và
khi các bạn truyền hình thì nó có cái góc này, nó cho phép mình biết được là cái cách truyền hình của mình như thế nào. Ví dụ khi các bạn chọn thì nó sẽ có nè, in line with text, in là trong cái dòng đó cùng với một ký tự, nó giống y chang một cái đoạn text, nghĩa là cái hình này nó cũng giống y chang chữ S này nè, nó là một ký tự. Cho nên hình lớn hay nhỏ thì nó sẽ đẩy cái khoảng cách của cái dòng này ra. Nếu các bạn cho hình nhỏ lại thì cái dòng tự nhiên nó sẽ kéo nhỏ lại. Hình lớn ra thì nó đẩy khoảng cách cái dòng này ra. Nói chung là cái hình này nó giống như một ký tự trong dòng. Và một chế độ chèn khác là các bạn sẽ chọn là screen, tức là nó sẽ làm gì, nó bao bọc bằng một cái hình chữ nhật, bao bọc bằng hình chữ nhật. Bây giờ thầy lấy một cái hình khác để cho các bạn thấy. Giả sử mình sẽ insert một cái shape hình mũi tên đi, các bạn dễ thấy. Ok, thầy insert cái shape bằng hình mũi tên. Nếu thầy chọn là square, các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đây? Mặc dầu là cái hình mũi tên này nó, cái phần này nó vẫn trống nè, nhưng mà chữ không có chèn vào, mà nó lấy một cái vùng bao, bao fit hết cái mũi tên và chữ nó nằm xung quanh. Đó là bạn dùng chế độ screen. Còn nếu bạn dùng chế độ là thin thì các bạn thấy lúc đầu nè, screen mình chọn canh hai bên đi cho dễ thấy. Lúc đầu là nó làm gì? Nó chừa đúng cái hình chữ nhật nè. Nhưng nếu mà chúng ta chọn chế độ chèn là thin thì các bạn thấy chỗ này nè, nó xéo theo cái mũi tên. Chỗ nào chèn chữ được thì nó chèn. Đó, nó chừa ít thôi. Rồi bạn chọn chế độ khác nữa, toes. Hai cái này thì nó cũng gần giống nhau, top button, trên dưới. Và cái mà chúng ta hay xài là behind text, hình nằm phía sau text, ẩn ở phía dưới. Đó, chúng ta chèn hình nhưng vẫn thấy chữ. Và chọn chế độ nữa là in front text, là hình chèn lên, là che chữ luôn, chứ nó không có đẩy ra, che luôn ha. Như vậy thì cái mà chúng ta đang dùng, các bạn sẽ chọn chế độ chèn hình của cái này là square. Sau đấy các bạn sẽ chèn tiếp cho thầy một cái hình chữ nhật mà có bo góc vô đây. Và thiết lập cái hình chữ nhật này là no fill, like, các bạn cho nét đứt. Như vậy mình đã xong chưa? Và đậm lên, nét nó đậm lên tí xíu. Đây, nét thay vì mình cho nét đơn, nét mảnh thì mình sẽ chọn là gì? Cái độ dày nó dày lên, kiểu là dấu chấm tròn. Ok. Đấy, như vậy các bạn đã thiết lập xong cái bài 3.2. Rồi nền trắng. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập luôn cái nền cho cái bài cho cái bài thực hành của mình luôn nè. Cái nền là background. Thì mình xem là ở trong Word này mình thiết lập cái background này ở đâu. Nếu như chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ liếc xem ở trên cái thanh menu nhé. Chỗ nào có chữ background thì chúng ta dừng lại, chúng ta set cho nó. Có thấy background chưa? Có. Background nằm ở đâu? Nằm ở đâu các bạn? Background của cả cái framework này nằm ở đâu?
copy layout có không? Insert. Design, khi nào mà mình cái phần design nào nó chỉ có cái where p color. Rồi, ok. Rồi, gì nữa nào? Mình có màu trang rồi. Và cái chữ này nếu như các bạn muốn đưa chữ là Polytechnic vào, thay vì chữ Polytechnic thì các bạn đưa họ tên các bạn vào chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn ở chỗ là watermark, insert của watermark. Cái này là chữ người ta cho sẵn. Còn nếu muốn chữ của mình thì các bạn chọn custom. Yeah, text hoặc là picture. Bạn đưa hình vô cũng được, bạn đưa text vô cũng được. Text ở đây là cái gì? Ok, phông chữ, size lớn hay nhỏ, màu, apply. Ok, như vậy là mình đã đưa được cái watermark vô đây. Như vậy thì với một cái văn bản mà các bạn muốn chuyển cho người khác nhưng vẫn muốn khẳng định đó là bài của mình để cho người ta tham khảo thôi, thì các bạn insert watermark vô và nhớ thiết lập bảo mật để cho người ta không có remove cái watermark này đi được. Chứ nếu bình thường người ta vô đây, người ta sẽ chọn gì? Remove. Hả? Như vậy khi mà thiết lập thì các bạn nhớ là có chế độ là password vô để bạn lưu lại, mà người khác muốn remove cái này đi thì người ta phải có password người ta mới remove được. Hả? Chú ý chỗ đó, tìm hiểu thêm giùm cho thầy. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái bài 3.2. Đối với lại bài 3.3 thì chúng ta sẽ quan tâm đến là word art, cái chữ Epoly Table, nó là word art. Như vậy thì các bạn sẽ chọn và các bạn chèn bất kỳ chữ word art nào bằng cách là insert, và các bạn chọn chữ A, insert word art. Và đây là những kiểu word art mà người ta có sẵn, người ta đã thiết lập cho bạn rồi. Và khi bạn có word art xong thì bạn sẽ vô trong phần format và chúng ta sẽ điều chỉnh thêm bằng cách là các bạn chọn ở đây, ví dụ màu, bạn đổi màu, màu nền ha. Rồi bạn đổi màu của cái biên khung á, cái khung. Rồi đó là về phần khung. Rồi bạn đổi cái chữ, màu chữ. À, bạn đổi màu chữ. Bạn đổi cái đường biên của chữ. Và đổi cái hướng. Hôm trước mình có nói về hướng. Rồi cái vị trí nằm của cái word art này thì nó cũng y chang như là một cái text vậy các bạn. Giống y chang một cái text.